Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trường hợp du học sinh về từ vùng dịch Hàn Quốc cho xét nghiệm âm tính tại Tuyên Quang. Dành điều kiện tốt nhất để chăm sóc công dân trở về từ Hàn Quốc. Nữ giới Hà Giang với tuần lễ áo dài Việt Nam. Chương trình sẽ mở đầu với một loạt những thông tin liên quan tới dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngành y tế tỉnh Lào Cai đang thực hiện các biện pháp điều tra cách ly với hai trường hợp là công dân Anh đến du lịch tại thị xã Sapa. Đây là những trường hợp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam đã được xác định dương tính với COVID-19. Ngoài hai bệnh nhân này, hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đang thực hiện cách ly 4 trường hợp khác, trong đó có 3 trường hợp là người Lào Cai có dấu hiệu sốt tự đến bệnh viện khám và nhập viện theo dõi. Một trường hợp là người Nhật Bản cũng đi du lịch đến Lào Cai được phát hiện có dấu hiệu sốt và đưa thẳng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào ngày 6 tháng 3. Các trường hợp trên đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, đang được kiểm soát cách ly tốt. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai cho biết, thông tin 9 người Hàn Quốc đi cùng chuyến bay với người nhiễm COVID-19 đến Sapa, Lào Cai là không chính xác. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến thời điểm này, Sở Y tế đã ghi nhận 28 trường hợp liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới ca mắc COVID-19 thứ 17 và tiến hành cách ly, điều tra, xác minh, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết đến thời điểm đêm ngày 7 tháng 3, Sở Y tế đã ghi nhận 28 trường hợp liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới ca mắc COVID-19 thứ 17 và tiến hành cách ly để điều tra xác minh giám sát lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó có 11 trường hợp đi cùng chuyến bay từ Anh về Nội Bài vào ngày 2 tháng 3 vừa qua với bệnh nhân thứ 17, gồm 2 người Việt Nam trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và 9 người nước ngoài. Những trường hợp còn lại là hướng dẫn viên du lịch, lái xe, thuyền viên đưa khách đi tham quan tại Vịnh Hạ Long và người làm việc tại các địa điểm mà 11 người nói trên đã tiếp xúc. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tất cả các đơn vị y tế trong toàn ngành, 100% nhân viên y tế nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các phương án phòng chống dịch, đồng thời sẵn sàng lên phương án điều trị nếu có trường hợp người dương tính COVID-19. Từ ngày 8 tháng 3, tất cả người dân thành phố Hạ Long khai báo y tế, khám sức khỏe ban đầu để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho người dân một cách có hệ thống. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, đã có một trường hợp du học sinh về từ vùng dịch Hàn Quốc ở phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Trở về địa phương vào ngày 27 tháng 2 đến 21 giờ ngày 5 tháng 3 thì có biểu hiện đau họng, khó thở và sốt nên đã được gia đình đưa đến trạm y tế An Tường khám và cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Hiện trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Tuyên Quang đã có 20 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Tất cả 20 trường hợp đều đã có kết quả âm tính. Hiện tất cả các trường hợp đều đã ổn định sức khỏe và được cho ra viện. Lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương mới đây cho biết, hai người Hải Dương đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 đã được cách ly y tế. Sức khỏe hai người này hiện vẫn ổn định, bình thường. Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết có 3 người quê Hải Dương đi cùng chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19. Trong đó có một người chỉ về thăm nhà rồi quay trở lại Hà Nội. Hai trường hợp còn lại gồm một người ở khu 5, thị trấn Thanh Hà, một người ở khu 8, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Cả hai đã được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh. Cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu độc, khử trùng, khu vực có nguy cơ, lập danh sách những người tiếp xúc gần, cách ly tại nhà và hướng dẫn biện pháp theo dõi sức khỏe. Tính đến ngày 7 tháng 3, toàn tỉnh Hải Dương có 1.102 trường hợp đi về từ vùng dịch đang được cách ly. Trong đó có 262 trường hợp cách ly tập trung, 840 trường hợp cách ly tại nhà. Sức khỏe những người này đều ổn định. Vừa qua, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Trong đó có thông báo về tình trạng sức khỏe bệnh nhân mắc COVID-19 hiện đang được điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh nhân hiện sức khỏe bình thường, không sốt, kết quả chụp X-quang không có biểu hiện của tổn thương. Đây là một nam du học sinh quê ở xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, được cách ly tập trung từ ngày 4 tháng 3. Tính đến sáng ngày 8 tháng 3, toàn tỉnh Ninh Bình đang cách ly 12 trường hợp tại các cơ sở y tế, trong đó có một trường hợp dương tính với COVID-19 ở trên. Đến nay, toàn tỉnh đã có 150 ca bệnh nghi ngờ đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, 1.207 trường hợp từ vùng dịch về chưa qua 14 ngày và các trường hợp tiếp xúc với những người nghi ngờ nhiễm COVID đang được quản lý theo dõi tại các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung và tại cộng đồng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số trường đại học cao đẳng trung cấp đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020 để phòng chống dịch. Danh sách những trường cho học sinh nghỉ đến hết tháng 3 gồm Trường Đại học Tài chính Marketing, Trường Đại học Thành Đô, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, Trường Cao đẳng Công Thương, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Phú Xuân Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên của học viện tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất cho sinh viên y khoa sớm đi học lại, bổ sung vào lực lượng chống dịch COVID-19 khi cần. Trường Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tại thành phố Uông Bí là một trong những cơ sở tiếp nhận các công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc qua cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ chăm sóc cách ly các công dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Toàn bộ công dân trở về từ Hàn Quốc được tiếp nhận tại trường quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục được kiểm tra sức khỏe và bố trí ở theo từng khu vực riêng biệt. Trong đó, phân chia rõ khu vực dành cho công dân đi qua các vùng đã có dịch và khu vực dành cho công dân công tác, học tập tại các vùng chưa có dịch. Toàn bộ sinh hoạt của các công dân và cán bộ nhân viên phục vụ chăm sóc được khép kín trong khu cách ly. Công tác khử trùng tiêu độc, vệ sinh môi trường được thực hiện hàng ngày. Khi các công dân về đây thì là chúng tôi sẽ tổ chức là đo thân nhiệt, lấy hồ sơ sức khỏe để sau đó là sẽ phân các công dân theo từng khu vực cách ly riêng theo từng ngày và theo từng khu vực. Qua cái khám sàng lọc và kiểm tra thì có một trường hợp là một cháu là 3 tháng tuổi và một trường hợp là có một phụ nữ là đang mang bầu. Thì hai cái đối tượng này chúng tôi đã xác định và có kế hoạch từ trước. Thì về công tác bảo đảm cũng như là các cái phần khám đối với hai cái công dân này thì có cái đặc biệt hơn, từ khẩu phần ăn cho đến cái việc thăm khám, theo dõi. Thì chúng tôi đã làm tốt mọi cái nội dung này và đến thời điểm này thì các công dân về đây đều bảo đảm tốt cái sức khỏe. Trường quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp nhận chăm sóc cách ly 203 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Tất cả đều được chăm sóc theo dõi sức khỏe hàng ngày và phục vụ bữa ăn theo tiêu chuẩn quân đội. Ngoài việc chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng đã được nhà trường thực hiện đồng bộ. Tập huấn cho 3 cái lực lượng. Một là cái lực lượng canh phòng, 2 là lực lượng bảo đảm quân y, 3 là cái lực lượng mà bảo đảm hậu cần phục vụ, nhiệt tình, chu đáo, đấy, vừa mềm dẻo nhưng mà cũng vừa cương quyết để làm sao mà trong cái thời gian cách ly vừa bảo đảm được cái sức khỏe nhưng mà tinh thần người ta cũng cảm thấy là yên tâm. Từ đầu tháng 2 2020 đến nay, trường quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại thành phố Uông Bí đã tiếp nhận chăm sóc cách ly 390 công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia có dịch. Trong thời gian ở đây, mọi công dân đều được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng chức năng dành những điều kiện tốt nhất chăm sóc phục vụ. Đến nay, đã có 94 công dân âm tính với COVID-19, qua thời gian cách ly 14 ngày, được trở về nơi cư trú. Một số bất động sản văn phòng cho thuê xuất hiện mức giảm giá 20-40% để hỗ trợ khách thuê vượt qua COVID-19. Do ảnh hưởng của dịch, lượng khách hàng đến trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng ăn uống, cửa hàng tiện lợi đều giảm mạnh. Nhiều doanh nghiệp đã công bố giảm giá thuê mặt bằng cho đến hết tháng 4, mức giảm từ 20-40%. Cùng với đó, nhiều khách đi thuê bất động sản thương mại và văn phòng cũng đã mạnh dạn đề nghị các chủ tòa nhà giảm giá do làm ăn khó khăn, không thể trụ lại với mức phí thuê mặt bằng cao như hiện nay. Mức đề xuất được đưa ra tương ứng với mức sụt giảm doanh thu là 40%. Vì hầu hết đều cho rằng nếu không nhận được sự chia sẻ giảm giá thuê, họ sẽ trả mặt bằng rời đi để tái cấu trúc lại hệ thống và tìm điểm mới rẻ hơn.
đồn biên phòng Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ vụ vận chuyển lậu số lượng lớn khẩu trang y tế từ Việt Nam sang Trung Quốc. Cụ thể, rạng sáng ngày 8 tháng 3, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại đường mòn, khu vực mốc 1097/2, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đội tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng phối hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhiều đối tượng mang vác hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc. Các đối tượng đã nhanh chóng vứt lại toàn bộ số hàng, lợi dụng trời tối và địa hình hiểm trở để bỏ chạy. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 20 bao tải đen, bên trong có chứa 50.000 chiếc khẩu trang y tế, ước tính trị giá số hàng trên khoảng 150 triệu đồng. Toàn bộ lô hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chương trình sẽ được chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chè là giống cây quen thuộc và gắn bó với người dân Trung Du từ xa xưa. Với diện tích hơn 16.000 ha, cây chè đang khẳng định là giống cây đóng vai trò quan trọng của tỉnh Phú Thọ, đem lại sung túc cho người dân. Xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn có 700 ha chè. Thời gian qua, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, triển khai các mô hình, dự án và các lớp tập huấn kỹ thuật, đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất chè an toàn. Người trồng chè thực hiện nghiêm quy trình từ khâu lựa chọn cây giống đến ươm trồng và chăm sóc. Toàn bộ diện tích trồng chè đều được giám sát. Chè sau khi được thu hái sẽ được chế biến tập trung và được đóng gói bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể. Từ đó đã nâng cao giá trị cây chè. Từ khi chúng tôi thành lập hợp tác xã, tôi làm theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Cây chè là cây chè hữu cơ và không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, tuyệt đối là không phun thuốc trừ cỏ. Từ khi chúng tôi thành lập hợp tác xã thì cây chè của chúng tôi là được nâng giá trị lên rất nhiều. Hiện tại giờ chúng tôi cũng đang tuyên truyền bà con nhân dân làm sao là chăm sóc cây chè, và cái đấy là cây chè cũng mang lại hiệu quả kinh tế rất tốt, và đặc biệt làm sao chúng tôi là cũng vận động bà con nhân dân sẽ tham gia vào cái hợp tác xã chè đó để làm sao để có cái đầu ra để phát triển nó hợp lý hơn, và khi đó thì từ cây chè đó thì bà con nhân dân cũng kết hợp và là cũng tham gia vào cái hợp tác xã làm sao để cái năng suất cây chè nó càng phát triển nhiều hơn. Phú Thọ là tỉnh có lợi thế về phát triển lĩnh vực nông nghiệp, trong đó nổi bật là cây chè. Toàn tỉnh hiện có 16.000 ha chè, đứng thứ hai toàn quốc. Sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt trên 184.000 tấn. Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã đưa phát triển cây chè trở thành chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm. Tỉnh quan tâm chỉ đạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh vào sản xuất, quy hoạch, xây dựng hình thành các vùng sản xuất tập trung có quy mô lớn gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với các hộ trồng chè và chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ cây chè. Khuyến cáo bà con nhân là đẩy mạnh công tác áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, và đặc biệt là đưa cái giống mới, giống chất lượng cao như là LDP1, LDP2, PH1 vào sản xuất để nâng cao cái giá trị của cây chè và đưa cái đời sống bà con nhân dân ngày càng phát triển. Thời gian tới, dựa trên tiềm năng hiện có, tỉnh Phú Thọ sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng chè xanh, từ cải tạo giống chè mới chất lượng cao đến quy trình, kỹ thuật canh tác, thu hái và công nghệ chế biến chè tiên tiến. Từ đó, xây dựng thương hiệu chè xanh Phú Thọ, góp phần tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh chè. Tính đến hết năm 2019, tỉnh Bắc Giang có 2 huyện và 114 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài xuyên suốt, tỉnh Bắc Giang đã tập trung triển khai có hiệu quả chương trình nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã đã về đích. Thôn Ngọt, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn là một trong những thôn điển hình trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với quyết tâm tạo nét riêng biệt, biến vùng nông thôn trở thành miền quê đáng sống, người dân thôn Ngọt đã cùng nhau dồn đổi đất nông nghiệp, kết hợp với chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa sang trồng 100% cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, đồng thời xây dựng nhà vườn để phát triển du lịch miệt vườn. Bây giờ làm vườn mọi cái là nó khô, sạch sẽ, thu nhập nó hơn ngày xưa cày cấy và nó lại nhàn nhã hơn. Thôn Trầm, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang cũng được lựa chọn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh,
không chỉ là khẩu hiệu mà chính là sự quyết tâm của bà con nơi đây khi xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Các cái tuyến đường, các cái tổ liên gia thì chúng tôi giao cụ thể cho từng tổ liên gia một từng tuyến đường. Một là nhân dân là bảo vệ tuyến đường, hai nữa là vệ sinh môi trường trong cái tuyến đường. Đấy. Ví dụ như là mình cứ vận động gia đình, các hộ gia đình là cổng nhà ai, ở đường nhà ai thì người ta quét, dọn cho hàng ngày. Nhằm tiếp nối và nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình nông thôn mới, tỉnh Bắc Giang đã lựa chọn 9 thôn thuộc 9 huyện, thành phố để thực hiện xây dựng nông thôn kiểu mẫu, tạo thành những miền quê đáng sống. Đến hết năm 2019, tỉnh đã công nhận 6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Do lựa chọn cách làm phù hợp, lấy dân là chủ thể trong phát triển và hưởng thụ, chính quyền địa phương đã tạo lực đòn bẩy để biến những tiềm năng trở thành thế mạnh. Khi mà xây dựng thôn nông thôn mới, đây là cơ bản là cộng đồng tham gia. Không có cái sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước nữa mà cộng đồng tham gia, và cộng đồng tham gia, cộng đồng quản lý, chẳng hạn như là trồng hoa hai bên đường, thế rồi là tổ chức các ngày chủ nhật xanh để quét dọn vệ sinh môi trường, thế rồi là hỗ trợ nhau trong cái phát triển kinh tế, và nếu làm được như vậy thì tình làng nghĩa xóm được vun đắp. Cảm nhận lớn nhất khi về thăm những thôn nông thôn kiểu mẫu của tỉnh Bắc Giang, đó chính là đổi thay về kinh tế, hạ tầng xã hội, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an ninh trật tự được đảm bảo, các giá trị truyền thống được giữ vững, và đặc biệt là ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được nâng cao, nhân dân đồng thuận, đoàn kết và hài lòng. Tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nữ giới trong cả nước. Tại tỉnh Hà Giang, hoạt động này được đông đảo chị em phụ nữ ở các ngành đoàn thể tham gia hưởng ứng. Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Giang, mặc dù áo dài được các nữ giáo viên và nữ học sinh thường xuyên mặc đồng phục vào thứ hai hàng tuần, nhưng hưởng ứng tuần lễ di sản năm nay, các nữ giáo viên đã thực hiện mặc áo dài cả tuần để lên lớp. Trong trang phục áo dài truyền thống, các cô giáo cảm thấy tự tin hơn trên bục giảng, còn các em học sinh lại cảm thấy các cô giáo thật duyên dáng và dịu dàng hơn rất nhiều. Nhà trường cũng đã khuyến khích các nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên mặc áo dài vì chúng tôi nghĩ rằng cái tà áo dài đấy nó tôn vinh lên cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, và đối với xã hội hiện đại thì nó càng tôn vinh lên vẻ đẹp vừa cá tính hiện đại và vừa nữ tính của người phụ nữ Việt Nam. Cô giáo của em mặc áo dài thì em thấy là cô có cái sự duyên dáng và cái nét đẹp của trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam ạ, và em cảm thấy rằng cô mặc trang phục này rất là đẹp ạ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Giang những ngày này rực rỡ sắc màu của các tà áo dài. Bản thân các chị đều rất hào hứng với tuần lễ áo dài, bởi mỗi khi mặc trang phục đặc biệt này, các chị đều cảm thấy áo dài không chỉ là bộ trang phục giúp làm người phụ nữ trở nên duyên dáng, mềm mại hơn, mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tôi thấy là khi mà mặc bộ quần áo dài này vào ấy, cảm thấy là người mình nó cứ tâm trạng nó cảm thấy nó thiêng liêng, vì là mình được kế thừa những cái nét đẹp, những tự hào, mà chúng tôi cảm thấy là còn phải là cái trách nhiệm mình là thế hệ đi sau phải gìn giữ là cái di sản. Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian lịch sử, chiếc áo dài dù mang nhiều kiểu dáng cách tân khác nhau nhưng vẫn giữ được hồn cốt, nét văn hóa truyền thống. Và điều quan trọng là dường như tất cả phụ nữ đều trở nên đẹp hơn, nữ tính hơn khi khoác lên mình tà áo dài. Thì các chị em bọn em cũng đã rất là háo hức và cũng bảo nhau là cũng mà để mặc, mà thậm chí là bọn em thì mặc ngay ngập mặc hết cả tuần luôn đấy ạ. Trong thời gian tới thì tôi cùng với các chị em trong tổ dân phố và chi hội phụ nữ đang phát huy cái truyền thống áo dài, nhảy dân vũ và nhảy khơ vũ cũng mặc áo dài. Áo dài đã trở thành một trong những biểu tượng văn hóa đặc trưng của Việt Nam và ngày càng được nhiều phụ nữ các quốc gia trên thế giới biết đến và yêu thích. Tuần lễ áo dài nằm trong chuỗi sự kiện Áo dài di sản văn hóa Việt Nam được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3 năm 2020. Sự kiện nhằm góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định bản sắc văn hóa qua chiếc áo dài Việt Nam, đồng thời hướng tới việc công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.